Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong tháng 1 âm lịch thì nhiều con giáp có vận may lội ngược dòng, đặc biệt trong đó có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong tháng 1 thì con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được thần tài chiếu cố nồng hậu, gặp được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông. Và đặc biệt, ngoài ra thì tuổi Quý Sửu còn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội đổi đời trong tháng 1. Và trước khi vào phần luận giải chi tiết thì quý vị cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những thông báo từ những video bổ ích của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe về vận trình của họ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 mệnh tang đố mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá, nên dễ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh mộc. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có, bảo vệ tổ ấm gia đình cùng với các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh của mình đang phải gặp để tìm cơ hội phát triển. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu giảm sút nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để cho thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi đối với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ hợp lý. Xét về thiên can, quý âm thủy gặp nhâm dương thủy nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, kẻo gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của nhà mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 1 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến cho quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1973 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư, tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên, cần phải chú ý sự thăng tiến của bạn có thể khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý và đề phòng những kẻ tiếp cận mình quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan rất nhiều. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Quý Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1973 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến cho tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Những người làm công ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, tháng này nếu thật sự chăm chỉ thì thu nhập cũng không thể nào ít được.
Tuy nhiên, cũng chính lý do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán, đồ dùng hàng ngày. Nếu không tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá mức. Mục tiêu của bạn càng ngày càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi của bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe, chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Các gia chủ tuổi Quý Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tình duyên tháng này cho rằng nam mệnh có số đào hoa hơn nữ mệnh nếu so sánh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần phải chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình bạn. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết thêm những đối tượng triển vọng. Tháng này gia đình bạn sẽ có chuyện vui, có thể là lễ cưới của con cái hoặc là một chuyến đi xa. Đây chính là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình, cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 1 năm 2022, tức ngày 11 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 1 năm 2022, tức ngày 23 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức ngày 4 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 1 năm 2022, tức ngày 28 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch tới đây và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã khép lại. Mến chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại.